Vì sao càng keo kiệt lại càng giàu có? Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao người nghèo càng nghèo, người giàu lại càng giàu chưa? Thực ra tất cả đều có lý do của nó. Người nghèo không chỉ vì không có tài năng nào nổi bật, mà phần lớn là do thói quen, hành vi và cách suy nghĩ của chính họ đã hạn chế họ. Từ xưa đến nay, hào phóng luôn là một đức tính tốt. Tuy nhiên, có những thứ phải kiêu bo keo kiệt một chút mới có lợi. Đặc biệt, bạn càng keo kiệt bốn thứ sau đây, tương lai lại càng giàu sang, hạnh phúc. Ai cũng nên biết trước khi bước sang tuổi trung niên. Mời quý vị cùng lắng nghe trong video sau đây nhé. Thứ nhất, keo kiệt với thời gian. Khi tác gia người Đài Loan Lin Chin-sun còn học tiểu học, ông từng vô cùng buồn đau vì bà ngoại đã qua đời. Cha nói với ông, một ngày nào đó khi con trưởng thành, con cũng sẽ già đi như bà ngoại. Khi con trải qua hết quãng thời gian của mình, con cũng sẽ giống như bà, cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Lời của người cha khiến ông cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nó khiến ông hạ quyết tâm chạy đua với thời gian. Kể từ đó về sau, ông luôn về nhà trước khi mặt trời lặn. Chỉ trong vòng 10 ngày, Linh làm hết bài tập về nhà của kỳ nghỉ hè. Năm 17 tuổi, ông xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình trên báo. Từ đó đến nay, ông duy trì tốc độ xuất bản gần như một cuốn mỗi năm, trở thành nhà văn viết nhiều sách nhất ở Đài Loan. Ông nói, mặc dù không bao giờ có thể thắng được thời gian, nhưng lại có thể nhanh hơn vài bước so với trước đây. Những bước chạy đó tuy nhỏ, nhưng tác dụng của chúng lại rất lớn. Chính tư duy chạy đua cùng thời gian khiến ông thu được lợi ích không ngừng. Người ta thường nói, thời gian sẽ thành tiền bạc, nhưng người giàu lại thấy rằng thời gian và tiền bạc là như nhau. Người có tiền rất khắt khe trong việc quản lý thời gian. Với họ, thời gian là tiền bạc và sẽ không để lãng phí điều đó một cách tùy tiện. Bạn đã thấy người giàu nào nhàn rỗi chưa? Nếu có, cũng là những khoảnh khắc mà họ chắc chiêu được, trừ những lúc đầu tắt mặt tối mà thôi. Hầu hết lịch trình của những tỷ phú, đại gia đều dày đặc. Họ có nhiều việc để làm và có nhiều thứ để quan tâm hơn những người khác. Ngược lại, quan niệm rộng rãi về thời gian là điều khiến bạn dễ trở nên nghèo nàn. Nếu bạn thấy mình vẫn đang nghèo, hãy xem xét lại cách sử dụng thời gian của mình. Thời gian với mỗi người không phải vô tận mà là hữu hạn. Do đó, nếu quan niệm thời gian rộng rãi, thì đấy chính là lý do khiến bạn mãi nghèo nàn. Muốn giàu có, thì đừng hào phóng thời gian của mình, mà hãy trân trọng từng phút giây. Hãy làm chủ và kiểm soát thời gian để giúp bản thân phát triển hơn mỗi ngày, quý vị nhé. Thứ hai, keo kiệt chuyện tiền bạc. Kiếm tiền có khó không? Những câu hỏi tương tự như vậy rất thường thấy trên mạng xã hội hiện nay. 80% cho rằng khó, 15% cho rằng bình thường và 5% cho rằng không khó. Trong số những người này, 80% những người trả lời rằng khó kiếm tiền đều đang có một khoản nợ nào đó. Có thể thấy, những người đang thấu chi tiền bạc cũng là đang thấu chi tương lai của mình. Tôi đã từng nghe câu nói này, tiền không phải tiết kiệm mà là kiếm mà ra. Nhưng nếu bạn không kiếm được nhiều tiền mà cũng không biết tiết kiệm tiền, vậy thì cuộc sống sẽ rất là khốn khổ. Cuộc sống là cân bằng, bạn không chịu tiết kiệm, bạn sẽ phải lo lắng vì thiếu tiền. Bạn không biết cách keo kiệt về chuyện tiền nong, bạn khó có thể có một cuộc sống sung túc về sau được. Trong bộ phim truyền hình nước ngoài có tên Một năm không có việc làm, nhân vật Vũ vừa xin nghỉ việc và hiện thất nghiệp. Cô vừa trả xong khoản vay mua xe thì phát hiện ra mẹ mình mắc bệnh ung thư. Số tiền điều trị là quá cao với một người đang không có việc làm như Vũ. Số dư tài khoản cũng còn lâu mới đủ chi phí điều trị cho mẹ. Sau khi biết chi phí phẫu thuật quá cao, bố của Vũ đã muốn cho mẹ xuất viện vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho con gái. Nhưng Vũ không đồng ý. Cô nói rằng mình sẽ bán chiếc xe để lấy tiền chữa trị cho mẹ. Tình tiết buồn này có lẽ cũng không hiếm ở ngoài đời. Khi có tiền,
chúng ta nghĩ đến việc tiêu xài, hưởng thụ. Chỉ đến khi cần tiền gấp, ta bàng hoàng nhận ra mình đã hoang phí tới nhường nào. Sự suy sụp của người lớn thường bắt đầu từ việc thiếu tiền. Những người không có tiền là những người gần nhất với sự tuyệt vọng. Cũng có câu nói rất hay rằng, cảm giác an toàn của người lớn đều là tiền mang lại. Giữa một cuộc sống đầy tính không chắc chắn như hiện nay, tiền mãi mãi là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất trước những rủi ro. Cho nên, sự keo kiệt về tiền bạc ở đây không phải là chi ly bủng xỉn, mà là biết tính toán khi đang nghèo và cũng biết quản lý tốt tiền bạc khi giàu có để mỗi một đồng tiền tiêu ra đều có giá trị. Đối với những người như thế, tiết kiệm là cảm giác an toàn khi đối mặt với cuộc sống. Chỉ khi có một nền tảng kinh tế vững chắc, tâm mới an, gặp chuyện mới không hoang mang. Thứ ba, keo kiệt chuyện tình cảm. Có một khái niệm trong nhân học được gọi là hệ số Dunbar. Có nghĩa là mối quan hệ trong vòng giao tiếp của con người sẽ được chia thành 5, 15, 50, 150, 4 lớp từ trong ra ngoài theo dạng vòng tròn đồng tâm. 150 người là quy mô tương tác xã hội lớn nhất và 5 là số người thân thiết nhất với bạn. Những người thông minh biết rằng thay vì mong đợi 150 người đồng ý và thích họ, tốt hơn hết hãy trân trọng mối quan hệ với 5 người thân thiết nhất. Mỗi một người trưởng thành đều có một cán cân trong lòng. Họ biết ai là bạn, ai chỉ là bè. Thay vì dành quá nhiều thời gian duy trì những mối quan hệ giả tạo, họ thích chọn lọc trong mối quan hệ của mình, bỏ những tương tác xã hội kém hiệu quả, quan tâm đến cha mẹ, con cái nhiều hơn, bỏ bớt bạn bè chơi với nhau chỉ vì sĩ diện, dành nhiều thời gian cho người mình yêu thương. Hơn một, hai tri kỷ, người thân ruột thịt, đây mới là những người đáng để bạn trân trọng nhất. Như nhà văn Lâm Ngữ Đường từng nói, một cuộc sống hạnh phúc không gì khác ngoài bốn điều. Đầu tiên là được ngủ trên giường của chính mình. Thứ hai là ăn đồ do cha mẹ nấu. Thứ ba là nghe người thương nói chuyện. Và thứ tư là chơi cùng với con cái. Khi bạn học cách keo kiệt chuyện tình cảm, nghĩa là biết cách dành năng lượng và tình cảm của mình cho những người xứng đáng. Điều đó có nghĩa là bạn đã tìm thấy trọng tâm của cuộc đời và hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Thứ tư, keo kiệt với sức khỏe. Người không có bệnh có thể có hàng trăm, hàng ngàn ước mơ. Những người có bệnh chỉ có một ước mơ duy nhất là được khỏe mạnh. Khi còn trẻ, chúng ta tự tin với cơ thể của mình nên thường thức khuya, chơi bời, ăn uống linh tinh. Khi bạn lơ là trong việc quản lý sức khỏe, thì sức khỏe của cơ thể đang bị tiêu hao từng chút một. Bệnh tật trong nửa sau cuộc đời chính là quả báo cho việc hủy hoại cơ thể khi còn trẻ. Có người từng nói, đời người bắt đầu từ năm 40 tuổi. Trước 40 tuổi, nó chỉ là vai phụ. Vai chính đều ở phía sau và nó liên quan đến sức khỏe. Có chăm sóc cơ thể của mình tốt, bạn có thể nhìn thấy phong cảnh mình muốn thấy và yêu những người bạn muốn trong phần đời còn lại của mình. Cho nên, đừng lãng phí sức khỏe của bạn, hay nói cách khác, hãy keo kiệt với sức khỏe. Sức khỏe không đủ khả năng để phô trương, cho nên đừng tiêu tốn nó vào những việc không có lợi. Để sống tốt hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta bớt hối tiếc, bất kể chúng ta làm gì trong tương lai, chúng ta phải đặt sức khỏe lên hàng đầu. Thứ năm, keo kiệt thỏa hiệp với bản thân. Cuộc đời mỗi người không thể luôn thuận lợi và suôn sẻ. Trong hành trình tiến về phía trước, ai cũng sẽ gặp phải những thất bại dù lớn hay là nhỏ. Thế nhưng, thái độ đối với thất bại của mỗi người lại khác nhau. Điều này cũng phần lớn quyết định được vận mệnh của mỗi người. Người nghèo sẽ muốn thỏa hiệp khi gặp nhiều vấn đề. Khi gặp một chút khó khăn thì nhục chí, đắn đo, khiến mọi thứ đi lệch quỹ đạo đã vạch ra. Khi đối mặt với thất bại, họ sẽ hoàn toàn đánh gục và khó lòng tự vực dậy được nữa, bởi lúc này họ đã đánh mất bản thân giữa thỏa hiệp và do dự. Người giàu thì không như vậy, họ tin chắc rằng khó khăn sẽ sinh ra cơ hội mới. Vì vậy, nếu có gặp thất bại, họ cũng sẽ bình tĩnh dùng lý trí để tìm ra nguyên nhân,
đúc kết bài học thất bại và sau đó quyết tâm nỗ lực để hồi sinh. Trên thực tế, không phải bất cứ ai keo kiệt, thỏa hiệp với bản thân cũng có thể thành công và trở nên giàu có. Thế nhưng, những người giàu có và thành công chắc chắn sẽ hiếm khi thỏa hiệp với chính mình. Chỉ có củng cố niềm tin và không lựa chọn thỏa hiệp hay bỏ cuộc giữa chừng, bạn mới có thể đạt được những thành tựu mình mong đợi và thành công trên con đường đã chọn. Thứ sáu, keo kiệt với những lời hứa hẹn. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân luôn nói lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nhiều người thường đem lời hứa hẹn đặt trên chót lưỡi đầu môi, luôn rộng rãi ban phát khắp mọi nơi mà chẳng cần biết liệu mình có thực hiện được hay không. Họ chẳng qua chỉ muốn xoa dịu người khác trong chốc lát mà thôi, chứ bản thân thì chẳng thèm để ý đến những gì đã xảy ra. Những người kiểu này ban đầu có thể nhận được sự hoan nghênh của đám đông vì luôn nhiệt tình xông xáo trong mọi chuyện. Tuy nhiên, việc cứ mãi nhận được toàn những lời hứa suông khiến cho những người xung quanh cảm thấy mất lòng tin, thậm chí là đáng ghét dần đều. Và rồi, họ cứ từ từ tách ra, cuối cùng là mối quan hệ giữa hai bên đương nhiên sẽ chẳng đi đến đâu. Trước khi hứa hẹn điều gì đó, hãy nghĩ thật kỹ xem liệu mình có thể làm được hay không, có chịu được trách nhiệm với lời nói của bản thân hay không. Đừng vì thể hiện hay muốn hứa suông cho qua mà tùy tiện hứa bừa. Bất kể là với ai, hãy giữ lấy chữ tín, bởi không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân luôn nói lời hứa đáng giá ngàn vàng đâu. Quý vị thân mến, người thông minh tiếc thời gian, tiếc cái mạng, tiếc tiền bạc. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ cũng đều có những tính toán kỹ lưỡng, nhất định đây không gọi là keo kiệt. Đây gọi là học cách tối ưu hóa nguồn lực và tài nguyên có hạn của bản thân. Rất nhiều khi keo kiệt đúng lúc mới giúp chúng ta có được một cuộc sống giàu có và thoải mái hơn. Phần cuối video hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Nước mắt chảy xuôi. Tôi đến chơi nhà anh bạn cũ, thời gian lâu quá mới gặp. Cả hai vui, tay bắt mặt mừng. Anh vội chạy đi chợ mua bia, mồi để đãi khách. Mẹ anh từ dưới nhà đi lên, tôi mừng rỡ ôm vai bà. Bác nhớ con không? Bà vẫn nhớ tôi, dù hàng chục năm mới gặp. Bà vui như thể con cái ở xa mới về. Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu của chúng tôi, bà nhắc lại, làm tôi thấy nao nao. Bà cũng đã ngoài 70, dáng gầy gò khắc khổ. Mắt có mờ đi, nhưng trí nhớ vẫn tinh anh như xưa. Bà trông hai đứa cháu nội và phụ việc nhà cho con trai. Căn nhà sạch bon, ngăn nắp. Hai đứa cháu nội đang chơi đùa, vứt đồ chơi tung tóe ra cả sàn nhà. Bà vừa hỏi chuyện tôi, vừa gom chúng vào chiếc rổ nhựa. Bà tâm sự. Vợ chồng nó đi làm suốt ngày, chuyện cơ quan ấy mà. Hết nuôi tụi nó giờ đến trông cháu. Mệt lắm nhưng cũng là niềm vui tuổi già. Nhìn bà, tôi thương và nhớ mẹ tôi quá. Đúng là phụ nữ, ai cũng vậy. Một đời tần tảo hy sinh cho con cháu, chẳng đòi hỏi gì cho mình. Anh bạn bày đồ nhậu lên xong, chúng tôi hàn huyên tâm sự. Mẹ anh vừa trông cháu, vừa hóng chuyện với chúng tôi. Được mấy lon, anh cao giọng. Nhà có mấy anh em nhưng không ai chịu nuôi mẹ. Chỉ mình anh thương và có trách nhiệm nhất. Anh đón mẹ về nuôi từ khi vợ mới sinh con đầu lòng đến nay. Anh kể công đủ thứ chuyện với giọng tự hào xen lẫn ta thán. Tôi nhìn qua bà, chẳng hề thấy bà trách lấy một câu. Từng tuổi này đáng ra phải được nghỉ ngơi, đằng này. Đợi bà vào trong cho cháu ngủ, tôi không kìm được. Tôi thuê ô xin gần chục triệu một tháng, trả cả tháng 13, xem như người nhà mà phải lạy lục, không dám trách họ một câu, nhưng chẳng ai làm được lâu. Có người làm mà vợ chồng đi làm về phải phụ đủ thứ việc nhà mới xong đó. Bạn trả công mẹ bao nhiêu một tháng mà bảo rằng nuôi bà. Anh cau mặt, có vẻ không vui, lẩn tránh qua chuyện khác. Tôi ra về, bà mang theo nỗi buồn thương day dứt. Đúng, mẹ mãi là ô sin không công cho con cái, mà còn mang ơn ngược là được chúng nuôi nữa. Dẫu biết nước mắt chảy xuôi,
nhưng chạnh buồn khi mùa Vu Lan báo hiếu sắp về với bao nhiêu bản nhạc, thơ, status trên Facebook. Cổng mẹ, gánh cha lâm ly, não nùng, nhưng thực tế được mấy phần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.